Anh chị đang xem cái cảnh mà xịt nước rửa cái cân heo điện tử cảm biến trên đó chị. Đây là dòng cân heo cảm biến trên, cân được 4 con heo thịt và dĩ nhiên là cân heo nái ha. Và với cái dòng cân heo cảm biến trên này chúng ta hoàn toàn yên tâm, chúng ta xịt rửa thoải mái để giúp cho cái cân nó bền hơn, nó sạch sẽ hơn sau khi sử dụng. Nhưng mà với dòng cân heo cảm biến dưới thì anh chị sẽ không can đảm làm như thế này đâu anh chị ha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến lò giết mổ heo Tý ở Sóc Trăng để xem là vì sao mà anh lại chọn mua cái dòng cân heo cảm biến trên này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ quan sát những cái cân mà anh đang sử dụng. Đây chính là dòng cân heo cảm biến dưới, hoặc là hay là cân điện tử gia phát, hay gọi là cân heo truyền thống, tại vì tất cả thiết bị điện tử nằm ở trên rồi, còn đầu cân thì có thể treo lên tường ở đâu đó. Nhưng mà bản chất vấn đề là cái cân heo này, thiết bị điện tử như cảm biến hay hộp nối tín hiệu nằm ở dưới sàn cân, và lúc nào nó cũng chịu những cái môi trường tác động tới như là nước tiểu con heo, ẩm thấp, chuột nữa ha, thì làm cho cái cân nó không có bền đâu. Theo thời gian thì nó sẽ tan rỉ mục như thế này đây. Một số anh chị sẽ nói rằng cân cảm biến mà tan rỉ thì mình mua cảm biến mới mình lắp vô thì mình cân thôi, nhưng mà thực tế thì không được, tại vì cái sàn cân nó bị rỉu rồi, nó bị rỉ rồi, nó bị mục rồi, mình có lắp cảm biến mới cho nữa thì nó không đảm bảo được sự chính xác của cân đâu. Và giải pháp là gì? Là cân heo cảm biến trên như thế này đây anh chị. Với cái dòng cân heo cảm biến trên này, tất cả thiết bị điện tử nó nằm trên lưng của con heo á, cho nên là nếu như cân xong mà cân có bẩn, có nước tiểu, có phân heo thì chúng ta cứ lấy vòi nước chúng ta xịt thôi. Vậy là cân nó sạch sẽ sau khi sử dụng và sẽ giúp cái cân nó bền hơn. Và một đặc điểm thú vị nữa là cái cân này nó có hai cửa bình thường thôi, nhưng mà đứng bên này chúng ta có thể mở được cửa bên kia. Như vậy trong quá trình mà cân heo hay trong quá trình sử dụng thực tế, chúng ta lại tiết kiệm sức người hơn, tiết kiệm được hơn một người đó anh chị ha. Có nghĩa nếu mà cân thông thường thì một người mở người đóng, còn cân này chỉ cần một người thôi, đứng bên này và có thể mở cửa được bên kia. Với dòng cân heo cảm biến trên này nè, có nhiều sự lựa chọn về đầu cân lắm anh chị. Ví dụ như ở đây trại heo Tý thì sử dụng cái đầu cân có in bill để chúng ta in lần lượt từng mã heo á, thì nó rõ ràng con số hơn. Còn đầu cân thì được đặt để an toàn bên trong một cái tủ điện rồi ha, có thể đặt trên đỉnh của đầu cân hoặc có thể để một vị trí bất kỳ. Rồi mình lấy ra mình lấy thôi ha. Rồi. Rồi ok. Mở công tắc này. Công tắc này để mở chuyên cái máy in thôi. Và khi mà anh muốn in á thì anh phải mở trước khi luồng heo vào. Chứ anh luồng heo vào thì anh mở nó không in được. Rồi anh muốn in cái vòng đang mở trước. Rồi. Đây là cái đèn trước. Lúc này là chưa khởi động căng nha. Bây giờ khởi động căng mà nó on nha. Trong lúc khởi động căng thì anh đừng tác động vòng căng. Khi nào nó hiện ra khẩu số ký là bằng không rồi mình sẽ luồng heo vào. Dạ rồi, cái này căng ổn định rồi, bắt đầu mình mới căng lên. Dạ. Mắm bên đi anh. Tam giác. Tam giác thôi. Rồi. Rồi, bước xuống. Rồi. Rồi. Tam giác. Là in lần thứ hai đó. Rồi, con heo xuống nè, lừa con heo xuống nè. Bây giờ tới in mã 3 đi anh in mã 3 một lần nữa thôi. Rồi. Rồi in tổng. Con heo xuống nè heo ơi. Heo xuống nè. Rồi. Tổng là sao tam giác thôi. Sao tam giác? Ok, xé bi cho em coi với. Kéo đằng tí, kéo rồi, ok. Dịp lên á, dịp lên á. Xem xong video này mà anh chị cảm thấy cái mẫu cân heo cảm biến trên này nó hợp lý quá, nó đúng với mục đích sử dụng của mình quá và mình cần mua nó, thì anh chị cũng thể gọi nhanh đến số hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909899833, thì cân tự gia phát sẽ báo giá tốt nhất và miễn phí giao hàng đến anh chị. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy video clip này nó mang đến cho anh chị nhiều cái thông điệp hữu ích về dòng cân điện tử cảm biến trên, thì anh chị đừng quên bấm vào nút like hay nút subscribe hay nút đăng ký bên dưới video này để nhận được nhiều hơn những video clip mới nhất từ kênh Giao Phát về hướng dẫn sử dụng hay là về sửa cân điện tử anh chị nha. Một lần nữa kênh Tự Giao Phát cảm ơn chị rất nhiều đã dành thời gian xem trọn video này và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.